Dạ vâng, nhà đất Nha Trang xin kính chào toàn thể quý anh chị. Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube. Ngày hôm nay em Hùng đang có mặt ở thôn 2 thuộc địa phận của xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Ngay vị trí này thì em Hùng có một căn nhà mà gia chủ đã ký gửi cho bên Hùng bán. Căn nhà này với tổng diện tích là 134,5 m², với phần đất là 80 m² là đất ở thổ cư, phần còn lại là đất trồng cây lâu năm. Và căn nhà này được xây dựng một trệt hai lầu với một cái vị trí là trung tâm của thôn 2 xã Diên Phú. Và bây giờ em Hùng xin phép mời toàn thể quý anh chị đừng làm mất màn hình, hãy xem hết video để coi thử em review căn nhà này sẽ như thế nào nhé. Và em xin giới thiệu đến cho toàn thể quý anh chị, đây là con đường trước căn nhà của mình. Và con đường này á, hiện trạng là một con đường rộng từ 1m8 cho tới 2m nha anh chị. Khu vực đây là làng xóm dân cư ở là đã rất là đông đúc rồi. Điện nước đầy đủ, khu vực này rất là nhiều ngôi nhà đẹp. Hướng này chúng ta sẽ di chuyển ra bờ kè ngay khu vực chợ của thôn 2 xã Nhân Phú luôn. Từ đây chúng ta sẽ di chuyển ra ngay bờ kè đó chỉ khoảng tầm là thêm 80m thôi nha anh chị. Và em sẽ quay một đoạn tổng quan để cho anh chị mình xem khu vực làng xóm của mình nha. Ở đây là nhà cửa rất là san sát với nhau. Và con đường ở khu vực này là con đường bầu tre. Như anh chị mình thấy, đây là số nhà của hàng xóm của mình. Đây là số nhà 6/8 đường bầu tre. Và căn nhà em mong muốn review gửi đến cho anh chị là căn nhà ở bên phía tay trái của em Hùng đây. Con đường bê tông trước mặt của nhà mình là một con đường xe máy rộng 1m8 và là một con đường thông. Anh chị mình có thể di chuyển ra sau một căn nhà nữa là chúng ta sẽ rẽ bên tay trái để di chuyển thông ra lại đường bờ kè ở phía trước. Hoặc là anh chị có thể di chuyển bằng con đường này để vào ngôi nhà mình nha anh chị. Nói chung là đường nhà mình là đường thông, đường xe máy rộng 1m8 bê tông. Và căn nhà của mình với kết cấu là một trệt hai lầu hướng chính bắc như thế này đó anh chị. Đây là tổng quan ở phía ngoài em Hùng quay căn nhà này. Căn nhà này thì khi mà vào trong á cực kỳ mát mẻ luôn anh chị. Với kết cấu là tầng trệt là sân xe, phòng khách, bếp, toilet và một khoảng sân rộng ở phía sau. Tầng 1 của chúng ta sẽ có là 3 phòng ngủ, nhà vệ sinh cũng như là một khoảng sân ở bên hông này để chúng ta có thể nghỉ ngơi hoặc là uống trà ở trên khu vực đó. Và tầng 2 trên cùng thì chúng ta sẽ có là một phòng thờ ở phía trước, phía sau là khoảng sân thượng rộng rãi để anh chị có thể là cải tạo thêm hoặc là sử dụng thêm nhiều mục đích mà mình mong muốn hơn chị ha. Phần mặt tiền của mình á, thì với chiều ngang 7m, anh chị mình cũng thấy là ở phía bên này chúng ta sẽ có là một cái cổng hai cánh. Và ở phía bên tay phải của cánh cổng mình đó chính là một bức tường rào được làm bằng gỗ. Ở mặt ngồi ở phía sân thì chúng ta sẽ có một cái mái che, một cái mái bạt che như thế này để mà kéo. Khi anh chị mình có nhu cầu mình che nắng, che mưa thì mình kéo lại, còn không thì chiều tối mình mở ra cho thông thoáng. Góc bên này chúng ta sẽ có một cái cây xanh ngay vị trí đây nha anh chị. Rồi, đây là phần mặt tiền của ngôi nhà mình đây anh chị. Toàn bộ phần mặt tiền của mình thì gia chủ sẽ sử dụng cho mình là một cặp trụ ở phía ngoài. Ở trên có một cái dàn mái ngói để làm cái điểm nhấn cho không gian của mình. Căn nhà của mình là hướng chính bắc nha anh chị. Căn nhà mình là đây là một căn nhà mà gia chủ đã xây ở nên là rất là kiên cố và chắc chắn. Vào trong căn nhà này thì em Hùng cảm giác được rằng là một cái sự thoáng mát ở căn nhà này. Thứ nhất là về cái phần kết cấu xây dựng để chừa ra cái phần đất để lấy thông thoáng cho ngôi nhà. Thứ hai nữa là ở phía sau nhà mình là cũng là đất vườn xung quanh làng xóm của mình nên là gió đây rất là cực kỳ mát mẻ. Và đây là phần sân của mình đây anh chị. Sân thì vốn dĩ là đường này là đường xe máy nên là phần sân này cũng chỉ có thể dựng xe máy thôi, nhưng mà phần sân này gia chủ chừa lại rất là rộng luôn. Theo như em Hùng thấy thì nếu như anh chị mình để xe máy như thế này thì có thể dựng khoảng tầm từ 8 cho tới 10 chiếc xe máy nếu mà xếp gọn gàng vào, nên là rất là rộng luôn anh chị. Phần sân của chúng ta là được bài trí thêm một số cái tiểu cảnh nhỏ bên phía tay trái của em Hùng đây. Vị trí này thì đã được ốp gạch men nè, rồi trồng lan nè. Còn bên này thì chúng ta sẽ có một bức tranh để vẽ tranh sơn tường. Nếu như anh chị mình muốn thì mình có thể mình về mình sơn nước lại cho sạch sẽ và đẹp. Đây là cái phần mái kéo của phần sân đây anh chị. Phần mái kéo này cũng rất là tiện lợi luôn, nếu như mà trời nắng thì anh chị mình kéo lại, nắng mưa kéo lại, còn như mà buổi chiều tối muốn mát thì mình có thể mình kéo ra cho nó mát anh chị ha. Toàn bộ cái phần mặt tiền ở phía ngoài này anh chị xem là đã được ốp gạch men lên hết lên tới cái dàn luôn rồi, rất là sạch sẽ luôn anh chị. Phía ngoài thì chúng ta sẽ có một bộ cửa bốn cánh bằng gỗ và kính cường lực ở phía trong nha anh chị. Phần thềm của mình thì cao hơn phần sân khoảng tầm là 40 cm. Và toàn bộ ở trong phòng khách của mình đã được lót gạch men 60 vuông hết rồi, nhìn nó rất là sạch sẽ luôn. Thì để trước khi mà vào phía bên trong thì em sẽ review tạm thời sơ qua ở phía bên ngoài để cho anh chị mình xem cái không gian của ở phía ngoài mình nha, nó thoáng mát như thế nào. Đây là em từ ở trong sân em quay ra đây. Ở đây là để nhà mình là đã có điện nước rồi nha anh chị. Khu vực đây là khu vực đồng hồ nước nè. Và đây là cái khoảng sân đường luồng bên hông mà gia chủ để chừa ra khi xây dựng để chúng ta có thể lấy thêm thông thoáng gió mát cho phía không gian nhà của mình. Cái cửa sổ này là cửa sổ ngay khu vực phòng khách nè anh chị.
Với cái khoảng đường luồn chừa ra khoảng tầm 2,2 m như thế này là rất là rộng luôn. Ở trên thì gia chủ có làm thêm một công trình phụ để chúng ta có thể làm cái sân thượng nhỏ ở tầng 1 anh chị. Ở đây là công trình phụ thôi. Thì ở từ phía dưới này chúng ta dễ dàng nhìn thấy là được sử dụng bằng hệ thống là kèo bằng sắt nè. Rồi có thể rằng là đổ mê dẻ và ở dưới này là lót tấm nhựa la phong anh chị ha. Toàn bộ giáp với khu vực hàng xóm của mình thì gia chủ đã xây thêm bức tường để mà chống đỡ cho cái phần công trình phụ này. Đây anh chị xem, rất là thoáng mát luôn. Ở con đường luồn 2 mét này là sẽ thông từ sân trước và ra sân sau luôn. Đây là toàn bộ cái khoảng không gian sân sau của mình. Phần sân sau của mình thì chúng ta sẽ có là một cái toilet ở khu vực này và một khoảng sân rất là rộng luôn. Phần sân này thì nếu như anh chị mình có thể cải tạo lại để mình có thể trồng rau hoặc là mình làm thêm một cái không gian thể dục thể thao ở đây thì em Hùng thấy rất là phù hợp luôn anh chị. Mặt sau của mình đó chính là làng xóm của mình nha anh chị. Ở đây thì mặt sau là một mảnh nhà vườn nên là rất là thoáng mát luôn. Đây là hàng xóm của mình đây. Và toilet của mình thì ở dưới tầng trệt này thì chúng ta sẽ có là một bên là bể xí và một bên là nhà tắm nha anh chị. Bên tay phải của em Hùng thì đó chính là nhà tắm và bên tay trái đó chính là bể xí. Ở giữa là chính là cái khoảng khu vực để mà rửa mặt vệ sinh. Rồi, từ đây thì anh chị mình sẽ nhìn cái hướng này thì chúng ta sẽ quay lên lại từ ở bếp và chúng ta sẽ lên phòng khách nha. Tạm thời thì em Hùng sẽ di chuyển ra phòng khách lại để em Hùng review từ trong phòng khách, review vào cho anh chị mình xem nha. Đây là toàn bộ ở phía sau của mình, để em Hùng quay ở phía trên cho anh chị mình xem. Đây là toàn bộ không gian ở phía sau của mình đây. Đây là tầng 1 nè, chỗ này là nguyên một cái sảnh sân thượng cho tầng 1 nè anh chị. Còn ở phía trên tầng 2 thì cái sân thượng là đã được xây dựng bằng mê rồi, em Hùng không nói ha. Rồi chúng ta bắt đầu di chuyển lên phòng khách để chúng ta đi khám phá ở phía trong căn nhà này nha anh chị. Tổng diện tích là 134,5 m², chiều ngang là 7 m, hướng chính bắc. Đã có 80 m là đất thổ cư nha anh chị. Nằm ở ngay vị trí trung tâm thôn 2 của xã Dương Phú luôn. Rất là nhiều những tiện ích như là chợ nè, trường học nè. Chỉ trong bán kính là khoảng tầm từ 300 m cho tới 500 m thôi. Ngoài ra thì anh chị sẽ di chuyển vào lại trung tâm thành phố Nha Trang khoảng tầm 8 km, một cái vị trí khá là gần luôn anh chị ha. Dạ, rồi em xin giới thiệu với anh chị đây là khoảng không gian phòng khách của mình. Khi chúng ta bước vào thì trước mặt của mình thì đó chính là một cái lối đi cầu thang để di chuyển lên tầng 1. Và ở phía dưới chân cầu thang này thì gia chủ để set up thêm một cái khuôn viên gọi là tiểu cảnh khô ngay vị trí ở phía dưới cầu thang để làm cái điểm nhấn thêm cái khoảng không gian trống đó. Toàn bộ bên tay trái của em Hùng thì đây chính là một bức tường. Ở đây thì anh chị có thể set up đặt tivi ngay vị trí này nè. Hoặc là ở trên này thì gia chủ có làm thêm một chiếc đồng hồ trang trí tiểu cảnh rất là hay luôn. Toàn bộ là ở đây đã được lót gạch men râm ri cao khoảng tầm 1,5 m rồi anh chị. Cái nhà này thì em Hùng nhìn sơ qua và kết cấu cũng như là cái thiết kế thì nếu như anh chị mình mua thì em Hùng nghĩ là mình chỉ cần có thể sơn nước lại hoặc là sửa thêm một vài cái chi tiết nhỏ cho phù hợp với không gian của mình thì chúng ta đã có thể ở được rồi nha anh chị. Bên phía tay phải của mình khi bước vào thì đó thứ nhất là hệ thống automat cho toàn bộ căn nhà của mình. Thứ hai là ở đây chúng ta sẽ có một bộ cửa sổ hai cánh này. Khi chúng ta mở ra thì có thể lấy gió như là thông thoáng cho cái phần đường đi của mình ở phía sau anh chị. Không gian của phòng khách mình thì rất là rộng luôn anh chị ha. Góc bên này chúng ta sẽ có một chiếc kệ. Mình có thể mình để những cái món quà lưu niệm hoặc là một vài cái đồ và cái món đồ mà mình thích. Toàn bộ ở phía trên thì sử dụng hệ thống đèn led. Chính giữa chúng ta có một chiếc đèn chùm khá là xinh xắn luôn anh chị. Rất là đẹp, rộng lắm anh chị ơi, không gian phòng khách này rộng lắm. Với tổng diện tích đất là 134 m² và xây dựng là chừa ra như thế này thì ở dưới tầng trệt chúng ta sẽ không có phòng ngủ. Chính vì vậy mà không gian đây rất là rộng. Tiếp đến đó chính là không gian bếp nè anh chị. Không gian bếp ở đây thì rất là cực kỳ rộng rãi luôn. Anh chị có thể là đặt thêm một bộ bàn ăn ngay vị trí này, cũng rất là rộng, vẫn còn đường cho chúng ta đi rất là nhiều luôn. Không gian bếp thì cả nhà mình cũng thấy ở trên sẽ có là kệ tủ bếp trên, kệ tủ bếp dưới và toàn bộ khu vực nấu sẽ nằm ngay vị trí này, đã được ốp gạch men đá granite hết rồi anh chị. Toàn bộ đều đã ốp được đá granite. Ở mặt dựng thì chúng ta sẽ gia chủ đã ốp gạch men sẵn cho mình rồi và tất cả những cái thiết bị, những cái ổ cắm điện đều đã có sẵn ở đây. Anh chị mình mua về là chỉ cần là đưa vào và sử dụng thôi. Phía dưới cái chiếu hủy này thì chúng ta sẽ có thêm một cái nhà kho nhỏ nhỏ với hai cánh cửa gỗ như thế này nữa để chúng ta có thể cất những món đồ nào mà lâu lâu mới dùng tới thôi anh chị. Đây, toàn bộ là đều đã được setup bài trí sẵn hết luôn. Ở đây là một bức tranh bằng gạch men, có những cái cỏ dẻ như thế này nữa. Và đây chính là lối đi cầu thang để di chuyển lên tầng 1 nha anh chị. Về lối đi cầu thang thì em Hùng nhận định được là cái kết cấu này, cái cách thiết kế này rất là hài hòa luôn. Chúng ta sẽ có là tay vịn bằng gỗ và một cặp trụ gỗ ngay ở phía dưới chân này. Đây anh chị xem. Rồi về cầu thang thì mặt trên sử dụng đá granite màu đen, mặt dựng là đá granite màu trắng.
tô điểm nhấn thêm cho cái không gian cầu thang của mình. Và toàn bộ ở đây là sử dụng hệ thống là kính cường lực cũng như là trụ inox nha anh chị. Đây trụ inox đây anh chị, toàn bộ là sử dụng trụ inox và kính cường lực. Rồi bây giờ em Hùng sẽ dẫn cả nhà mình di chuyển lên với em nha, phía trên nha. Lối đi cầu thang thì chiều ngang rộng khoảng tầm là 60 cho tới 65, tương đối là rộng đối với một người đi bình thường. Và khoảng không gian chiếu hỉ ở đây là rất là rộng rãi luôn. Khi chúng ta di chuyển ra thì những cái chiếu hỉ sẽ có những cái bài trí nhỏ nhỏ như thế này. Ở đây chính là cái lam gỗ để mà ngăn cách cái khoảng hở giữa lối đi cầu thang và không gian bếp ở phía dưới. Rồi em Hùng tiếp tục mời anh chị mình di chuyển với em lên phía trên. Điểm đặc biệt mà ở trên tầng 1 này em Hùng rất là thích về căn nhà này, đó chính là cái lối đi ở tầng 1 mình rất là rộng luôn anh chị. Thông thường thì người ta sẽ chừa cái lối đi này khoảng tầm là 1m cho tới 1m2 thôi. Nhưng em Hùng thấy ở đây gia chủ chừa cho mình cái lối đi thông tầng tới 2m luôn anh chị, cực kỳ rộng rãi luôn. Và tầng 1 của mình thì sẽ có 3 phòng ngủ nha anh chị. Khi chúng ta lên cầu thang rẽ bên tay phải đi thì chúng ta sẽ có cái phòng ngủ đầu tiên. Cái phòng ngủ này thì sẽ phù hợp dành cho các em nhỏ. Căn này thì em Hùng thấy là sẽ khoảng tầm là 8m2 anh chị, phù hợp cho các em nhỏ. Ở đây thì sử dụng là toàn bộ hệ thống là cửa gỗ hết. Ở phía ngoài kia chúng ta sẽ có một cái cửa lùa để mà lấy sáng như là lấy gió. Và ở trên trần này cũng được tô điểm nhấn bằng những ngôi sao dễ thương cho mình luôn. Hệ thống đèn led đã có sẵn rồi anh chị. Rồi căn phòng ngủ thứ hai của mình thì sẽ nằm ngay vị trí liền kề. Về căn này thì khả năng em Hùng nghĩ là sẽ dành cho phụ huynh, cha và mẹ nha anh chị. Cái phòng ngủ này thì cũng có một cái cửa sổ lùa phía bên này. Và đặc biệt nữa là ở mặt trước chúng ta sẽ có một cái cửa sổ hai cánh lớn để quay ra phần mặt tiền của cái căn nhà của mình đây anh chị. Đây là cái máy kéo di động nè. Và toàn bộ là phần mặt tiền hàng xóm của mình ở phía trước anh chị ha. Góc này chúng ta sẽ có thêm một chiếc kệ gỗ để mà bài trí thêm những món đồ vật lưu niệm. Đây, toàn bộ hệ thống đèn sẽ nằm bên góc bên này nha anh chị. Đây, anh chị mình ngó qua với em cái lối đi ở giữa tầng 1 nè. Chúng ta sẽ có hai chiếc cửa sổ ngay vị trí của lối đi này để chúng ta có thể lấy sáng như là lấy gió cho mình nữa. Đây, rất là đẹp luôn chị. Ở ngoài kia còn một con đường luôn nữa, chúng em Hùng sẽ review cho anh chị mình xem nha. Rồi ngay vị trí mà phòng ngủ lớn này thì chúng ta sẽ có hai cánh cửa gỗ để mở ra. Phía trước là ban công của mình. Thì căn nhà này ở mặt tiền thì gia chủ sẽ không sử dụng ban công, thay vào đó là những cái chậu cây cảnh như thế này rồi. Chắc chắn khi anh chị mua về thì mình sẽ có thể cải tạo thêm chút xíu nữa để phù hợp hơn với cái nhu cầu ở của mình. Phía dưới này thì chị sẽ có một cái robinet nước để chúng ta chủ động hơn trong vấn đề mà tưới cây hoặc là rửa vệ sinh tầng nha anh chị. Và cái đặc biệt mà em Hùng muốn nói với anh chị là phía ngoài này, ngay vị trí tầng 1 này thì chúng ta sẽ có một cái lối đi ra cái khoảng sân ở phía sau kia. Thì từ đây anh chị mình sẽ hình dung được là từ đây ngay vị trí này là đường luồn. Lúc nãy em Hùng review lúc đầu nè, có một cái công trình phụ ở phía trên nè, thì chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển ra đây. Cực kỳ mát luôn anh chị, gần như căn nhà này là chừa đất, rồi xung quanh là cây cối vườn tược làng xóm nên nó rực cực kỳ là mát mẻ luôn. Chỗ này là cái cửa sổ ngay là vị trí đường đi đây, để anh chị mình thấy được cái sự thông thoáng cho căn nhà của mình. Trên này thì nếu như anh chị mình sử dụng hệ thống lưới lan để mà mình trồng lan hoặc là làm những cái tiểu cảnh, hay là các anh có sử dụng chơi chim, nuôi chim thì rất là phù hợp luôn anh chị ơi. Cũng đã có một cái số khung sắt mà gia chủ đã làm sẵn cho mình để sử dụng cho công việc trồng lan này. Em Hùng thấy rất là phù hợp luôn. Mặt sau là vườn tược cây cối xanh ươm hết luôn. Đây chính là cái khoảng sân sau để chúng ta di chuyển lên. Thì ở từ đây thì chúng ta sẽ nhìn được cái vị trí đường đi nè. Đây là căn phòng ngủ thứ ba của mình nha anh chị. Ở trên này thì chúng ta sẽ có thêm một cái toilet ở ngay vị trí đây nữa nè anh chị. Đó là một cái toilet trong đó nữa. Rồi, đây là căn phòng ngủ thứ ba của mình đây. Căn phòng ngủ này thì sẽ thông từ ở sau thông lên trước lại. Rất là hài hòa luôn anh chị ha. Cực kỳ xinh xắn luôn. Và kết cấu thì mình đảm bảo là chắc chắn quá tuyệt vời luôn. Toàn bộ tường này cũng đã được ốp với gạch men 5G rồi nên rất là mát mẻ luôn. Khi chúng ta mở cửa ra thì gió sẽ lùa vào ngay vị trí này. Rất là đẹp. Những bức tranh như thế này. Đó là sơ bộ về tầng 1 thì chúng ta sẽ có 3 phòng ngủ và một toilet ở cuối anh chị. Và chúng ta sẽ còn một tầng nữa, đó chính là tầng trên cùng. Tầng trên cùng thì em Hùng sẽ mời cái nhà mình di chuyển với em nha. Toàn bộ là phía phòng gạch men, phần tường khi chúng ta di chuyển là đều đã được ốp gạch men rất là cao. Nên là sẽ tránh được cái tình trạng là các em nhỏ vui chơi tay bẩn sẽ bôi vào và sẽ dơ. Thì chỗ này gia chủ đã làm rất là kỹ luôn rồi anh chị. Dạ rồi, đây chính là không gian của tầng trên cùng. Thì ở phía này chúng ta sẽ có một không gian phòng thờ rất là rộng rãi luôn. Đây anh chị xem, toàn bộ không gian phòng thờ này thì em Hùng nhìn thấy được anh chủ, chị chủ đã ốp gạch men cao lên toàn bộ lên tới trần thạch cao luôn rồi nha anh chị. Ở trên là đóng la phong, ở trên là những cái tấm la phong và sử dụng hệ thống đèn led. Và phần mái ở trên nữa. Đây, không gian phòng thờ thì phía trước này chúng ta sẽ có một cái cửa nè.
một cái cửa để mình mở ra, nó hơi ồn. À, bên này là một cái cửa chính nè. Đó, toàn bộ là không gian ở phía trước nhà mình đây. Phía bên này chúng ta sẽ có một cái cửa phụ bên hông nữa. À, toàn bộ là hệ thống trên đây là sử dụng là gương kính hết, là lấy sáng lấy gió hết toàn bộ luôn anh chị thấy không? Cực kỳ hài hòa luôn á ha. À, làng sớm khu vực của mình đây, nhà cửa xây rất là đẹp luôn. Đây là không gian phòng thờ nha anh chị. Và đây chính là cũng là cái khoảng không gian phòng cuối cùng. Chúng ta chỉ còn một cái sân thượng ở phía sau nữa thôi. Ở đây, đây chính là sân thượng của mình đây. Rồi, em Hùng đi một vòng sân thượng cho anh chị mình xem làng sớm khu vực này như thế này nha. Rồi, toàn bộ phía dưới này là nhà hàng sớm của mình hết nè. Đây là một quán cà phê nè. Ở, nhà cửa san sát hết luôn rồi anh chị. Rất là đẹp luôn. Phía sau thì nhà cửa vườn tược, cây cối xanh tạo ra cho mình cái không gian cực kỳ mát mẻ và thoáng đãng khi anh chị mình ở căn nhà này luôn. À, tứ hướng của chúng ta là đều đã có nhà hết. Cái vị trí nhà này thì rất là tiện luôn chị ạ. Cách cái chợ ngay chỗ view bờ kè này thì chỉ khoảng tầm chưa tới 100m anh chị là đã được ra tới chợ rồi. Dạ vâng. À, em Hùng cũng đã review sơ bộ về căn nhà 134,5m2 tọa lạc tại thôn 2 của xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, với một kết cấu xây dựng là cực kỳ chắc chắn và nhìn rất là hài hòa, phù hợp với anh chị những người đang tìm kiếm một cái bất động sản để có thể an cư tại thành phố Nha Trang hoặc là huyện Diên Khánh. Bởi vì từ cái vị trí căn nhà này cách trung tâm thành phố Nha Trang chỉ khoảng tầm 8km thôi. À, một cái vị trí này thì anh chị di chuyển cũng khá là dễ dàng khi chúng ta sống và làm việc tại Nha Trang cũng được anh chị ạ. À. À, với pháp lý nhà này thì đã có sổ hồng, thổ cư là 80m2. Và giá bán thì em Hùng cũng xin nói rằng là giá bán gia chủ mong muốn bán cho căn nhà này là 1.650.000. Với cái giá cực kỳ hấp dẫn, cả nhà và đất chỉ hơn 10 triệu chút xíu thôi. Và giá đó thì gia chủ sẽ vẫn còn thương lượng với mình khi anh chị mình thiện chí ngồi đàm phán với nhau. À, nếu như anh chị quan tâm thì xin hãy liên hệ với nhà đất Nha Trang qua số điện thoại có trên màn hình, hoặc anh chị có thể kết bạn Zalo bằng số đó. Em sẽ gửi thêm thông tin cũng như là sổ hồng pháp lý, vị trí căn nhà để cho cả nhà mình cùng tham khảo thêm. Và em cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể quý anh chị đã dành chút thời gian xem em review căn nhà. Xin chúc cho anh chị nhiều sức khỏe, nhiều thành công và nhiều hạnh phúc. Hãy nhớ nhấn đăng ký kênh của em để có thể cập nhật được bất động sản tại Nha Trang và Diên Khánh khi em Hùng đi review và đăng tải lên kênh YouTube. Dạ rồi, em Hùng xin chân thành cảm ơn. Và em Hùng xin mến chúc cho mình nhiều sức khỏe. Dạ rồi, hẹn anh chị vào video tiếp theo nhé.